giờ một là từ draw, draw các bạn vẽ cái gì được? Các bạn đã học tranh phong cảnh, tranh chân dung chưa? Đã học rồi. Bức tranh chưa? Nhá. Draw của chúng ta các bạn sẽ có gì? Draw picture vẽ tranh. Draw a picture. Draw portrait. Draw landscape. Rồi đó là the draw. Trình diễn perform. Trình diễn cái gì? Một vở kịch. Trình diễn một vở kịch. Trình diễn một bài hát. À, trình diễn một cái gì nữa? Một cái tiết mục water puppet show. Mình xài những cái từ mình đã học thôi. Chép vào. Rồi mình có từ gì? Từ write là viết. Viết thì mình có viết một lá thư. Viết một bài văn. Viết một câu chuyện. Viết một bài thơ. Viết tiểu thuyết. Một cuốn tiểu thuyết, novel là tiểu thuyết. Rất nhiều cái để viết. Watch là xem. Mình có thể xem một bộ phim. À. Xem một vở kịch. Xem một màn biểu diễn. Xem tivi. Ghi vào. Có biết bao nhiêu thứ để ghi mà không ghi? Ghi vào. Con viết xong chưa sĩ? Cứ ngồi rung đùi vậy. Dạ, học hành lại. Học như vậy sao giỏi được? Cứ kiểu đó. Em nhanh đi sang bài số 2 cô sửa luôn. Uyên xong chưa? Hân xong chưa? Để giao tiếp này. Nhanh lên. Sang bài số 2. Điền vào chỗ trống cái từ người ta cho. Exhibition là triển lãm, ghi vô. Nếu bạn nào không biết nghĩa, triển lãm nha. Exhibition, triển lãm. Art collection, bộ sưu tập nghệ thuật. Painting là bức tranh. Works of art là tác phẩm nghệ thuật. Visitor là du khách. Nghi nghĩa vô đi Uyên. Exhibition, triển lãm. Lớp 6 học rồi. Triển lãm. Exhibition, triển lãm. Rồi, art collection. Art collection là bộ sưu tập. Những bộ sưu tập nghệ thuật. Bộ sưu tập nghệ thuật nha. Painting là bức tranh. Hoàng Phong nó mất tập trung thiệt á. Bất cứ một cái lý do gì nó cũng mất tập trung được. Works of art là tác phẩm nghệ thuật. Không ghi nghĩa vô hả? Để biết mà. Visitor là du khách. Ờ biết, biết ghê. Rồi mình đọc cái bài này. Bảo tàng Louvre là cái bảo tàng lớn nhất trên thế giới. Nó ở Paris, nước Pháp. It's in Paris, France. Nó có cái gì mà impressive là ấn tượng nhất trong lịch sử? Nó có những cái gì ấn tượng nhất trong lịch sử? Điền cho cô art collection vào. Số 1 art collection. Nó có những cái bộ sưu tập về nghệ thuật lớn gây ấn tượng nhất trong lịch sử. Cái bảo tàng này nó open, nó mở cửa vào ngày 10 tháng 8 năm 1793 với một chấm 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 một cái gì? Và 537 bức tranh. Với một cái triển lãm có 357 bức tranh. Ok, triển lãm exhibition. Exhibition là triển lãm, thấy chưa? Ghi nghĩa không ghi mà. Con biết rồi, từ nào con cũng biết hết. Rồi, bảo tàng Louvre bây giờ nó có hơn 380.000 vật phẩm đó. Và trưng bày 35.000 gì? Tác phẩm nghệ thuật đâu? Works of art, điền vô. Câu số 3 là works of art. Rồi nó triển lãm những cái gọi là cái điêu khắc, sculpture, điêu khắc. Rồi những cái đồ vật về nghệ thuật.
rồi những bức tranh mà các bạn bỏ painting vào cho cô, những cái bản vẽ, drawing là bản vẽ, và những cái tác phẩm mà có giá trị khác, những cái công việc mà có giá trị khác. Nó là cái bảo tàng mà được đi thăm nhiều nhất trên thế giới, có khoảng 25.000 gì du khách visitor điền bộ đi tới đây xem nó mỗi ngày, một ngày mà 25.000 người vào luôn. Ok, quá nhiều luôn, hầu hết bọn họ là người nước ngoài, du khách nước ngoài. Rồi số bài bên ha, số bài 3, sang bài 3 các bạn. Bài số 3 là các bạn phải cho cô cái so sánh cô đã dạy con rồi. Hôm trước cô đã học về so sánh giống nhau là like, khác nhau là different from, và as cộng tính từ cộng as là so sánh bằng, hoặc là not as cộng tính từ cộng as là không bằng. Thằng nhau kia nghỉ mà, đâu biết làm đâu. Nghỉ cho lắm nào. Rồi câu số 1, bạn Linh nói cho cô so sánh gì? Khi con nhìn thấy cái từ as con sẽ sai. As, đúng rồi, so sánh bằng. Vậy các bạn viết as, o, as vào cho cô. As, o, as. As có sẵn rồi, cho nên các bạn phải điền as. As, o, as. Câu này dịch là gì? Tôi nghĩ rằng văn miếu quốc tử giám thì cũ như là Quan Thanh Temple, cũ như cổ xưa như là Quan Thanh Temple. Rồi suy nghĩ tiếp, câu số 2 different phải là different from nha. Rồi xong chưa? Xong rồi, để sách đọc bài, dịch bài. Khó nha. Xong chưa mấy anh chị kia? Khó quá hả? Bài này là ra trong đề thi có một số câu. Qua các năm rồi là cô thấy trong những cái đề thi nó có một số câu và liên quan đến loại nhà. Con phải nhớ được các loại nhà. Đúng lên. Hồi giờ làm thấy có một số câu liên quan loại nhà kìa. Đề thi giữa kỳ 1 và học kỳ 1. Rồi ok. As of as or as. Câu số 2, bạn Uyên đọc cho cô đáp án. Deep gì? Different from, ghi vô. Khác nhau bởi vì nó cho con xài different đằng sau đó. Thì câu số 2 các bạn sẽ viết vào chỗ trống đó là different from. Different from. Khác với. Tôi không thích bộ phim này, nó khác với nguyên tắc của nó. Nó quá khác với nguyên tắc của nó. Rồi câu số 3, important. Bây giờ các bạn gạch chân từ đan so sánh gì đấy? Hả Phan, cái này học lớp 6 rồi, đan gạch chân từ đan so sánh gì? Yes, very good. Important là tính từ dài ngắn. Dạ. Yeah. Important. Dài thì các bạn có xài cái gì làm trước? Dạ, more. More, đúng rồi đấy. Dạy ổn. More important. Học viên nhớ. More important. Câu 3. More important điền vô. Bởi vì nó có đan sẵn rồi. Rồi, câu số 4. Sang câu số 3 rồi, suy nghĩ câu số 4 coi thì gì đó. À, coi so sánh gì. Gạch cái từ A thì là biết so sánh gì liền. Thì này sao? Mình chả làm được cái gì hết vậy? Chết rồi. Con nhỏ. Sao con nhỏ gì? Làm tiếp đi chứ, xong hay không xong thì lo mà làm nữa chứ. Cô nó là sao cô? Nó áp là không bằng à? Là không bằng thôi. Không bằng là áp tờ đúng không? Áp tờ quốc. Trời ơi, hả? Cũng là áp, đang biết. À, chứ sao view là chả y con không nhỏ anh. Thế là nó thôi. Áp, nó biết gì đâu. Xác định thi. Nói ra xác định thi. Chú đây là tiết diễn này. Đơn này. Chu đây tiết diễn này. Đơn này. Chu đây tiết diễn này. Bắt đầu môn mình là tiết diễn này. Nhá. Đơn này. Rồi. Đơn này. Đơn này. Đơn này. Đơn này. Cô có throw là sao? Đơn này. Rồi làm đi. Có throw là sao ta? Đâu? Không liên quan. Em đâu có liên quan cái đó. Từ cung chấm nào. Câu tiếp theo các bạn. Câu số 4. Các bạn có từ not với good nhá. Các bạn gạch chân từ as. Đó là so sánh không bằng. Đừng có not không bằng. Thì các bạn sẽ not điểm vô as good. Viết vào. As kia có sẵn rồi nhá. Cái as này có sẵn rồi. Cái sách có sẵn rồi. Và câu số 5. Học chơi đàn guitar thì không dễ. Không dễ bằng tôi nghĩ. Không dễ bằng tôi nghĩ. Không dễ hơn tôi nghĩ mà. Không dễ như tôi nghĩ. Ờ là so sánh không bằng. À. Không bằng là gì? As not gì? Not as easy. As vậy thôi, điền vô. Xong. Xong rồi xuống bài dưới. Cái phần so sánh này chắc chắn trong trong đề thi có nha. Chắc chắn ra hai câu. Bây giờ
bà này để bữa sau làm cho con. Không, làm bài dưới cho xong rồi về. Đi đâu nữa? Dạ đến chị ấy. Ôi giời, cả Linh hả? Dạ. Linh có đi đánh giải không? Không. Rồi có bài tiếp theo đó các bạn. Thằng Phong này nó học lớp tơ mơ thế nhỉ? Rồi. Câu số 1 kìa, hai bạn chơi video game, xuống bài số 4 đi bạn Uyên. Chơi video game thì không có hay bằng không có tốt bằng tập thể dục, thì con sẽ chuyển thành tập thể dục tốt hơn. Tập thể dục tốt hơn chơi video game. Con chuyển sang so sánh hơn đúng Linh. Rồi chuyển đi. Exercising is better than. Đi vào. Bài 4 câu 1. Dạ. Ông mà uống nước trà được chứ đâu. Bà lên tính cho con một đám đây nè. Đang bận mệt quá lát nữa được. Xíu nào. Mọc nhé.